Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo drop list và có màu sắc ở trong Google Sheet nha. Đây là một cái demo này, ví dụ như gọi là một một trong những giá trị này. Màu đỏ nếu mà nó dưới 12, màu xanh lá cây nếu nó nằm từ 12 đến 14, và nếu trên 14 thì nó sẽ là màu màu xanh da trời. Đây các bạn có thể thấy đúng không ạ? Thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái drop list mà nó có như này thì rất là tiện cho các bạn báo cáo luôn. Đây thì mình sẽ sang phần này là cái phần mình chưa có demo này. Trước hết là mình sẽ tạo drop list trước nha. Để các bạn có thể tạo drop list thì các bạn sẽ cần phải select cái vùng mà các bạn cần tạo ấy. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần dữ liệu này. Các bạn chọn cái ô tích, nếu mà phần tiếng Anh thì các bạn cứ để ý cái icon này, nó có phần tích mà cái bảng này nó tên là xác định dữ liệu đó, bạn bấm đây. Và các bạn ở đây nó có rất nhiều các tùy chọn khác nhau, thì các bạn có thể chọn danh sách từ một dải ô này. Đấy, cái kéo này xuống chọn ở đây, các bạn có thể điền trực tiếp là vẽ 2 đến 8 hoặc là mình sẽ lấy lại được, bấm ok, bấm lưu ạ. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta đã lựa chọn được những cái ô, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta có thể chỉ lựa chọn được giá trị thôi đúng không ạ? Chúng ta chưa lựa chọn được màu sắc, thì làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được cái màu sắc mà như kiểu là để báo cáo với sếp được dễ dàng hơn ấy. Thì các bạn tiếp tục chọn các vùng ô này, các bạn vào định dạng, các bạn ở đây còn chọn vào phần định dạng có điều kiện đúng không ạ? Ở trong trường hợp này thì nếu là giá trị của nó nhỏ hơn 12 thì nó sẽ là màu đỏ, nhỏ hơn này 12 này. Ở đây mình sẽ chọn là cái background màu đỏ và chữ của nó là màu trắng đúng không ạ? Ta thêm quy tắc mới, nếu mà nó nằm từ 12 đến 14 thì nó sẽ là màu xanh lá cây, thì nó các bạn chọn ở giữa này 12 này 14 này, các bạn chọn text màu trắng, các bạn chọn là chọn màu nền là màu xanh lá cây. Đã xong, tiếp tục là lớn hơn 14 thì nó sẽ là màu xanh da trời, thì các bạn chọn màu trắng, màu nền màu xanh da trời đây. Đấy là xong rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đây, màu chín nó sẽ thành màu đỏ đúng không ạ? 12 màu xanh lá cây, 14 màu xanh lá cây, 18 màu xanh da trời, 20 màu xanh da trời đúng không ạ? Rất đơn giản đấy không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.